thì là rồi cứu thì đến từ dưới một cái hóa và đây là hai số và bên nhà mình là số và mình cố gắng lên trên với thông tin các bạn nhé. Hôm nay chị chia sẻ với các bạn một loại táo tươi dặn gói rất là đặc biệt, một hộp của nó chỉ bao gồm có 7 gói thôi. Đây là táo biển tươi trợ lực sức khỏe rất là nhanh, dành cho những ai mà chúng ta không, ví dụ như những cái bệnh nhân mà đang không ăn uống được mà mệt mỏi suy kiệt sức khỏe, những người mà đang mới ốm dậy, những người mà có cái tình trạng sức khỏe là rất là yếu, cơ thể luôn luôn mệt mỏi, kém ăn kém ngủ, hoặc là những trẻ em mà thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, khó tăng cân, những người mà có cái tình trạng sức khỏe là không tốt, luôn luôn là cảm thấy mệt mỏi trong người, rồi những người hay đi say tàu xe, những người hay đi hay phải vận động làm nhiều việc nhưng mà lại ăn uống kém, khó tăng cân, thì đây là một loại táo dinh dưỡng mà nó rất là đặc biệt. Ai mà đang mệt mỏi, ai mà đang say xe hoặc là ai đang không ăn uống được, thiếu chất dinh dưỡng trong người thì ngay lập tức khi uống cái sản phẩm táo này vào thì nó đỡ mệt ngay lập tức, đỡ choáng váng, đỡ mệt mỏi, đỡ đau đầu, ngủ dậy hôm trước hôm sau nó đỡ mệt người hơn. Rồi ai mà không ăn uống được do đi viện, chúng ta không ăn uống được nhưng mà muốn đảm bảo đầy đủ các chất cho cơ thể, để cơ thể có các chất để hoạt động thì chúng ta nên sử dụng táo biển spirulina. Đây là một loại táo mà nhà thuốc của mình là có quầy thuốc tại bệnh viện, và đây là cái loại dạng táo mà phục vụ cho các bệnh nhân không ăn uống được này, suy kiệt sức khỏe này, những người mà đang mệt mỏi mà muốn nâng cao sức khỏe ngay, sử dụng nhiều loại thuốc bổ mà không hiệu quả thì hãy sử dụng ngay cái táo này. Đây là cái táo tươi spirulina, một trong nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, rất giàu vitamin, khoáng chất và có khả năng đó là làm sạch cơ thể, chống viêm, tăng cường lại chức năng hệ tiêu hóa, và nó là một trong những sản phẩm gọi là đặc trưng của nó là từ thực vật, đó là chính là táo biển. Táo biển ngoài chức năng là tăng cường đề kháng, sức khỏe, bổ sung các vitamin thì nó còn có tác dụng làm sạch cơ thể, thanh lọc cơ thể, nâng cao đề kháng rất là tuyệt vời. Những người mà có nhu cầu tăng cân, chúng ta uống thuốc tăng cân nó kích thích ăn uống nhưng mà chúng ta thiếu dưỡng chất mà không tăng cân được ấy, thì chúng ta hãy sử dụng kết hợp với táo biển này, nó vô cùng tốt. Táo biển trên thị trường thì có khá nhiều dòng táo biển viên, táo biển gói, rồi táo biển này nọ, nhưng mà duy nhất táo biển của Kalin, của tập đoàn Kalin là táo biển tươi dạng gói với hình thù như thế này, một 7 gói như thế này, pha nước uống, nó rất là ngon và tăng cân rất là tốt, bổ sung dinh dưỡng rất là cao, đặc biệt là những trẻ em mà không thể tăng cân nổi, gầy biếng ăn, suy dinh dưỡng, chúng ta sử dụng một thời gian ấy thì con chúng ta sẽ trở nên là béo khỏe, hoặc là cơ thể nâng được rất là nhanh, còn cao lớn được không. Cái táo biển này là được sản xuất trực tiếp và cái thành phần chính của nó là từ trang trại spirulina lớn nhất thế giới tại California, Mỹ. Cái táo biển tươi này là được có nguồn gốc xuất xứ từ trang trại spirulina lớn nhất thế giới tại California, Mỹ. Đây là nguồn nguyên liệu của sản phẩm chính sạch, nguồn nguyên liệu tự nhiên chính khiết, 100% là táo tươi nguyên chất, hoàn toàn không chứa tạp chất, và spirulina có chứa 12 loại vitamin cộng với 11 loại khoáng chất, 12 vitamin và 11 loại khoáng chất, 18 vitamin axit amin thiết yếu. Spirulina rất giàu beta-carotene, tốt cho những, đấy là nguồn năng lượng lý tưởng dành cho mọi lứa tuổi, và nó giúp nâng cao hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và ung thư, cung cấp hàm lượng sắt rất là cao và có hoạt tính đó là kháng virus mạnh. Đối với những người mà có tế bào K, những người ung thư mà không ăn uống nhiều các loại dinh dưỡng, không ăn uống được là do nhiều cái dinh dưỡng mà nó thuận lợi cho vi trùng K phát triển ấy, thì duy nhất là cái táo biển nó dành được cho những người có tế bào K mà vi khuẩn, tức là tế bào K không ăn được. Tức là nếu như mà những người có tế bào K mà ăn uống các loại thực phẩm thông thường ấy thì nó là thực vật cho cái tế bào K phát triển mạnh hơn, thì táo biển spirulina nó hoàn toàn khác. Nó là một loại thực vật mà không, tức là giàu cái môi trường kiềm là môi trường mà vi khuẩn nó không thích hợp để sinh sống. Nếu mà sử dụng cái spirulina ấy thì nó là tạo ra môi trường kiềm không thích hợp cho vi khuẩn, thì vi khuẩn nó hoàn toàn nó không ăn được cái môi trường này, tại vì nó ăn nhiều cái môi trường kiềm là vi khuẩn nó sẽ chết đi, nó sẽ mất môi trường sinh sống của vi khuẩn. Do vậy mà vi khuẩn nó không thích hợp với vi trùng, với cái loại táo này, và do vậy nó lại vô hình làm cho cơ thể chúng ta nâng lực lên, bổ sung các dinh dưỡng được vào cho cơ thể đối với những người có cả tế bào da. Và nó là một trong những sản phẩm cung cấp cái nguồn rau xanh, ví dụ như là cung cấp sắt, các axit amin, vitamin, khoáng chất và 14 loại dinh dưỡng quan trọng. Đây là một trong những sản phẩm mà nó sẽ giúp cho bổ sung các enzyme, thành phần của nó là bao gồm beta-carotene, sắc tố và các enzyme.
nó có tác dụng là cung cấp năng lượng để giúp cho những người đang bị yếu mệt cắm xé khóe ngay, điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể, và nó loại bỏ được các gốc tự do làm chậm có quá trình lão hóa, cho nên là loại bỏ gốc tự do, cho nên là đối với những người mà có cần phải tức là nâng cao sức khỏe cải thiện rất là nhanh, bổ sung các vitamin khoáng chất BKL-glucosamine cao gấp 10 lần so với cà rốt, B12, sắt, canxi và các loại đồng kẽm và gấp 50 lần so với rau vidang, vivacidang ở bên dưới. Do vậy cái tính năng của táo nó là hoạt hóa chức năng bao gồm vitamin khoáng chất cho cơ thể, cung cấp các chất dinh dưỡng để chống lại các vấn đề về thiếu máu hồng cầu, tăng cường hệ thống miễn dịch, hạn chế lão hóa và hỗ trợ các tế bào, loại bỏ các tế bào. Có rất nhiều các loại mà táo giúp nâng cao sức khỏe nhưng lại không chống lại các tế bào có ung thư, nhưng cái này lại có khả năng chống lại tế bào ung thư. Nó là một loại thức ăn khá phù hợp cho người có bệnh, có chức năng chống viêm, hỗ trợ tăng cường chức năng gan, giải độc. Thì em chạy xuống kho báo quên lấy nhá. Diclofenac tiêm. Sản phẩm có tác dụng đó là làm cho dinh dưỡng dễ tiêu hóa, đối với những người đang bị rối loạn tiêu hóa thì có tác dụng chống viêm, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, tạo năng lượng cho cơ thể, cho nên những ai mà đang mệt mỏi đang không ăn uống được thì đây là một trong những sản phẩm mà nâng cao hệ thống miễn dịch, tăng cường đề kháng, phục hồi lại tế bào mới, trẻ em suy dinh dưỡng, người lớn cần bồi bổ sức khỏe, và những người có các cái tác nhân về viêm, có khả năng táo tươi này có khả năng chống viêm, giảm bớt các triệu chứng của viêm khớp, thúc đẩy quá trình tăng trưởng, và nó là một chất rửa tự nhiên giúp cân bằng và làm sạch cơ thể. Nó làm sạch giải độc tố trong các cơ quan nội tạng, trong đó có gan thận, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Cho nên các bạn khi mà các bạn thấy tảo biển thì nó thường là sống trong cái môi trường là luôn luôn để làm sạch những cái môi trường bị nhiễm độc. Cho nên khi mà ứng dụng cái tảo vào trong cơ thể thì nó làm sạch cơ thể, môi trường cơ thể chúng ta rất là tốt. Nó được là một loại thức ăn giúp cho tốt cho sức khỏe, điều trị các vấn đề về loét dạ dày, hành tá tràng, rối loạn về đường tiêu hóa, nâng cao sức khỏe. Những người có đối tượng những người cần phải bị suy dinh dưỡng, khó tăng cân, 15.000 một chục lượng, khó tăng cân, những người đang trong giai đoạn phát triển, những người stress, căng thẳng, áp lực công việc, vân vân. Một gói này thì chúng ta pha với một hộp này bao gồm có 7 gói, chúng ta pha một gói với một cốc nước khoảng 200ml. Chúng ta uống ngày một lần sau ăn sáng, còn đối với những người có tình trạng sức khỏe suy kiệt, chúng ta có thể nâng lên ngày 2 gói. Thì đây là một cái dạng táo mà chung quy lại với các bạn, đó là nó bổ sung các vitamin khoáng chất dành cho những người cần bồi dưỡng sức khỏe, cần phải tăng lực cơ thể, loại bỏ các tế bào có viêm, loại bỏ độc tố cho gan thận, nâng cao đề kháng, giúp cho ăn được ngủ được và giúp cho chống lại các tế bào không tốt cho cơ thể và nâng lực cơ thể cực kỳ nhanh cho những người đang yếu kém, đang cần, đang stress, đang căng thẳng, đang mệt mỏi thì nó nâng cao cực kỳ nhanh. So với các loại dinh dưỡng khác thì đây là một loại dinh dưỡng mà có giá trị dinh dưỡng gấp 50 lần so với giá trị các loại dinh dưỡng bình thường. Cho nên là khi các bạn dùng cái sản phẩm này thì các bạn thấy vô cùng khác biệt so với các sản phẩm khác, là nó có tác dụng ngay tức thì. Cái mẫu chi tiết là các bạn có thể tham khảo số điện thoại của Việt Dịch Thần Tú để biết thêm về ứng dụng của sản phẩm tảo Spiruna nhé. Xin chào bạn.